ba cái đuôi. Ba đây có một con như vậy ạ. Tựa như này em còn con không? Ở đây có một con chim, chim là chim gì ta? Chim cúc. Cái cánh nó to thì mà mình thấy cho mình không thấy lắm. Nên ủa, cái bạn ơi, con chim này nó bị đứt đầu rồi nè. Tội lắm á. Ở đây có một con như vậy nè. Chúng ta có một con chim, một kiến. Đây là một cái tay nó mang đậu nha, nó là một chim. Và con vợ hàng là quý nhất. Nhập nó cũng có gì. Rồi sao mở nó gãy ra. Nó có hoa, có lá. Có hoa, có lá gì. Các bạn biết cái này là cái gì không? Nó có những cái quần lửa này. Nó có cây như vậy nha. Có cây nhỏ như này. Cái này giống cây nấm, giống cây nấm kìa. Nó có cây bị gãy như này. Cái này anh mình để cùng năm kia. Cái này là cái cánh nha mấy bạn. Mình không biết tại sao mà cái đồ nó bị gãy nha. Thì trong đây đồ này được cổ với các bạn cho nên nó có bụi. Cái này các bạn có thể mua. Một cái này mấy triệu á. 60 triệu. Đây là hoa sen chưa nở nè, có lá sen nè, đây cũng là hoa sen nha, đây là lá súng, và cái này nó nhỏ này, đây có hai con cá chép này nha, đó, cái này là tảng đá nè, nghe các bạn có thấy nước nó không, nước nó bơi, đây là chân phụ hoàng nha, giống mình lấy chân của ngài nó giống chân đại bàng lắm. Rồi đi quay giới thiệu ông điện. Xin chào tạm biệt đấy. Chào tạm biệt các bye bye các bạn. Các bạn nhớ đăng ký kênh được nhiều quay nấy nha.